Theo diễn biến mới nhất của cuộc xung đột, theo tờ New York Times, Ukraine đang mạo hiểm đưa những binh sĩ tốt nhất của họ vào một cuộc chiến bấp bênh và đầy thách thức ở tả ngạn sông Dnipro với hy vọng thành công của chiến dịch vượt sông có thể giúp tạo ra bước đột phá lớn. Sau khi Ukraine mở rộng đầu cầu đổ bộ tại bờ đông tả ngạn sông Dnipro, Nga đã liên tiếp triển khai máy bay không người lái trinh sát thăm dò hoạt động của đối phương, đồng thời điều bộ binh tấn công và máy bay chiến đấu ném bom vào các vị trí Ukraine. Dù bị tấn công dồn dập và thiếu trang thiết bị cũng như vũ khí, các lực lượng Ukraine vẫn cố gắng giữ vững đầu cầu đổ bộ trong hơn một tháng qua và mở rộng các cuộc tập kích nhằm công phá phòng tuyến Nga cũng như các tuyến tiếp tế quan trọng của Moscow. Vẫn chưa rõ mục tiêu cuối cùng của chiến dịch đổ bộ mà Ukraine thực hiện, một số nhà phân tích cho rằng Kiev có thể muốn gây mất cân bằng cho các lực lượng của Nga, sử dụng những cuộc tấn công hạn chế để buộc Điện Kremlin phải điều chuyển quân từ các nơi khác đến khu vực này, với hy vọng chọc thủng những nơi phòng thủ mỏng nhất của đối phương dọc các khu vực khác trên mặt trận. Cũng không loại trừ khả năng Ukraine theo đuổi mục tiêu tham vọng hơn, chẳng hạn như tiến hành cuộc tấn công lớn qua sông nhằm giành lại một vùng lãnh thổ rộng lớn và tái định hình chiến tuyến vốn không có sự dịch chuyển trong suốt một năm qua. Giới chuyên gia quân sự phương Tây vẫn hoài nghi về năng lực của quân đội Ukraine nhằm thiết lập các đầu cầu đổ bộ đủ kiên cố và vững chãi để cho phép di chuyển pháo binh cùng thiết giáp hạng nặng vượt sông mà không cần thực hiện hoạt động tấn công quy mô lớn. Bất kể ý định của Ukraine như thế nào, thì giao tranh tại những vùng đất ngập nước hoặc đầm lầy dọc sông Dnipro vẫn đang sôi sục và các cuộc tấn công kéo dài của Ukraine có thể gây khó khăn cho Nga, đặc biệt khi Kiev có thể can thiệp vào các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Moscow. Điều gì đang xảy ra trên chiến trường? Cả Nga và Ukraine không tiết lộ nhiều về tình hình chiến sự ở tả ngạn sông Dnipro, nhưng dựa trên những video được máy bay không người lái ghi lại, các nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine đang giữ vững một số vị trí và các trận chiến giữa hai bên xảy ra tại một dải lãnh thổ kéo dài từ làng Oleski, đối diện thành phố Kherson, đến thị trấn Kosunka, cách thượng nguồn con sông khoảng 48 km. Chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm của Ukraine ở bờ đông cho biết, các binh sĩ của đơn vị này đã thực hiện cuộc đột kích vượt sông đầu tiên vào tháng 8 năm 2023. Vào cuối tháng 10, Ukraine đã triển khai lính thủy đánh bộ tham gia vào chiến dịch và đến giữa tháng 11, lực lượng Ukraine thông báo đang chấn giữ một số đầu cầu đổ bộ. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng lần đầu đề cập hoạt động này trong một bài phát biểu trực tuyến. Khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công qua sông, phản ứng đáp trả của Nga cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo một số binh sĩ Ukraine, vào cuối tháng 10, máy bay chiến đấu của Nga bắt đầu thả một loạt bom lượn nặng từ 226 kg đến 450 kg xuống khu vực, đồng thời triển khai hỏa thần nhiệt áp TOS-1 với sức công phá lớn nhằm vô hiệu hóa nhân lực và vũ khí của đối phương. Lý do Ukraine mở mặt trận mới ở tả ngạn sông Dnipro. Theo các blogger, quân sự của Nga và một số nguồn tin tình báo, với nỗ lực mở ra mặt trận mới ở bờ đông sông Dnipro, Ukraine buộc Nga phải chuyển hướng vào mặt trận này và dàn mỏng lực lượng ở những nơi khác. Tuy vậy, các cuộc giao tranh cũng gây tổn thất không nhỏ cho Ukraine khi các binh sĩ nước này phải lao vào những trận chiến dữ dội và chịu đựng điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Theo New York Times, sở dĩ Ukraine sẵn sàng mạo hiểm đưa những binh sĩ tốt nhất của họ vào một cuộc chiến bấp bênh và đầy thách thức như vậy là vì họ hy vọng thành công của chiến dịch vượt sông có thể giúp tạo ra bước đột phá lớn. Nếu Ukraine có thể bảo vệ vững chắc các cứ điểm ở bờ đông con sông, lực lượng của họ sẽ chỉ còn cách bán đảo Crimea khoảng 48 km. Khi đó, Kiev có thể đặt một trung tâm trung chuyển quan trọng của Nga ở bán đảo này, nằm trong tầm bắn của pháo binh, định hình lại chiến trường khiến Moscow gặp nhiều khó khăn hơn khi vận chuyển lương thực, đạn dược và nhiên liệu cho hàng chục nghìn binh sĩ đang chiến đấu trên tiền tuyến trong mùa đông. Ông Yevhendiki, cựu chỉ huy tiểu đoàn AIDA của Ukraine cho biết, quân đội nước này đang phong tỏa tuyến đường cao tốc quan trọng kết nối Crimea với thành phố Melitopol, vốn được coi là huyết mạch thiết yếu trong chuỗi cung ứng của Nga. Ông Yevhendiki nhấn mạnh, nhiệm vụ tiếp theo của Ukraine sẽ khó khăn hơn nhiều khi các đơn vị phải mở rộng cứ điểm, xuyên phá tuyến phòng thủ của Nga và giành lại không gian hoạt động. Sau khi Ukraine đẩy mạnh hoạt động vượt sông vào tháng 10, Nga đã có sự điều chuyển nhân sự tại khu vực Kherson với việc sa thải đại tá Oleg Maravevich và bổ nhiệm tư lệnh lực lượng lính dù Nga, tướng Mikhail Teplinsky, làm chỉ huy mới của nhóm quân Dnipro. Hiện Nga đang tận dụng ưu thế trên không để ném bom những khu vực ở tả ngạn mà họ tin là có lực lượng Ukraine đồn trú với hy vọng các cuộc oanh tạc sẽ giúp đẩy lùi đối phương. Để mở rộng quyền kiểm soát cứ điểm mong manh ở bờ đông sông Dnipro, Ukraine đang tìm kiếm cách thức hiệu quả nhằm đưa vật tư và quân tiếp viện qua sông, nhưng nhiệm vụ này là không hề dễ dàng.
Giáo sư John D. Hostler tại Trường Chỉ huy và Tham mưu ở Fort Leavenworth cho rằng vượt sông dưới làn đạn và hỏa lực của đối phương là một trong những hoạt động khó khăn nhất trong cuộc chiến trên bộ. Họ phải rất cơ động và làm chủ được tình hình dọc theo chiều ngang của con sông. Binh sĩ và thiết bị rất dễ bị tấn công ở mọi giai đoạn của chiến dịch vượt sông, từ giai đoạn chuẩn bị bắc cầu cho đến băng qua quãng đường thủy và ngay cả khi đã sang được bờ bên kia. Mặc dù sông Dnipro bị thu hẹp ở đoạn chảy qua thành phố Kherson và Ukraine có các đơn vị kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm cùng các thiết bị bắc cầu tiên tiến, thì quá trình di chuyển một số lượng lớn binh sĩ, phương tiện và vật tư vẫn là thách thức lớn. Chưa kể việc Nga sử dụng rộng rãi máy bay không người lái trinh sát và tấn công cũng khiến các mục tiêu Ukraine dễ bị lọt vào tầm ngắm. Mối lo ngại cuối cùng là vùng đầm lầy ở bờ đông con sông có rất ít lớp che chắn tự nhiên, khiến các binh sĩ Ukraine dễ bị lộ diện. Nếu chiến dịch vượt sông quy mô lớn thất bại, Ukraine có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề, không chỉ mất đi những phương tiện chiến đấu hiện đại mà còn mất các đơn vị thủy quân lục chiến dày dặn kinh nghiệm nhất. Trải qua gần 2 năm xung đột thì căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nóng lên khi hai bên vẫn đang đua tranh từng bước tiến công trước đối phương trên các mặt trận tại tiền tuyến. Vâng, đúng là như vậy. Và trong bối cảnh Ukraine thì tăng cường sử dụng thông tin tình báo thu thập từ vệ tinh không gian do phương Tây cung cấp trong cuộc phản công lực lượng Nga, thì Nga đã đẩy mạnh các sáng kiến khoa học nhằm cải thiện công nghệ vũ trụ để hỗ trợ hoạt động chiến đấu của nước này trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự. Bên cạnh việc cải thiện công nghệ thì sau sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lực lượng quân đội của Nga cũng đã tăng quy mô số lượng binh sĩ, nâng tổng số quân nhân Nga lên tới 2,2 triệu người. Vào đầu tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kế hoạch sử dụng các hình ảnh có độ phân giải cao thu được qua hệ thống vệ tinh viễn thám trái đất có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những hình ảnh này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu hoạt động của lực lượng vũ trang Nga. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến cùng với các chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga sẽ sử dụng hệ thống vệ tinh viễn thám trái đất để hỗ trợ hoạt động chiến đấu của nước này trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự. Hiệp hội nghiên cứu và sản xuất Lavochkin đang nỗ lực tạo ra một hệ thống không gian để viễn thám trái đất giúp thu thập hình ảnh địa hình trong mọi điều kiện thời tiết và ánh sáng. Những hình ảnh có độ phân giải cao như vậy sẽ được sử dụng vì lợi ích của các lực lượng vũ trang. Vài ngày trước thông báo của Bộ Quốc phòng, Nga đã phóng tên lửa Soyuz-2.1B mang theo vệ tinh quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Vệ tinh được phóng là vệ tinh trinh sát Barm số 5, được đưa vào quỹ đạo đồng bộ với mặt trời vào tháng 11 năm 2023. Vệ tinh Barm đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống phòng thủ quốc gia của Nga. Chúng có tầm quan trọng đặc biệt trong bản đồ quân sự, cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao để đánh giá địa hình chiến lược cần thiết cho việc lập kế hoạch và hoạt động quốc phòng. Động thái mới này thể hiện nỗ lực của Moscow nhằm tăng cường khả năng giám sát trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ác liệt. Trong khi đó, sau sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 12, quân đội Nga đã tăng thêm 170.000 binh sĩ. Sự gia tăng này sẽ nâng tổng số quân nhân Nga lên hơn 2,2 triệu người, trong đó có 1,32 triệu binh sĩ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, động thái nâng quy mô lực lượng quân đội nhằm phản ứng trước mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với đất nước Nga, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine và việc NATO tiếp tục mở rộng. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo việc tăng cường lực lượng sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn qua một đợt vận động tuyển mộ và không có kế hoạch cưỡng ép tòng quân hay một đợt tổng động viên mới. Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Putin đánh dấu lần thứ hai Nga tăng cường lực lượng kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Putin được ban hành trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine chuẩn bị bước sang mùa đông thứ hai với việc cả hai bên đều chịu thương vong, song không đạt được thành quả đáng kể trên chiến trường. Bên cạnh những diễn biến tại chiến trường thì Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đưa ra nhận định quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trên chiến trường trong nhiều tháng qua. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Das ST của Đức phát sóng ngày 2 tháng 12, ông Stoltenberg thừa nhận tiền tuyến ở Ukraine gần như không thay đổi trong thời gian gần đây, đồng thời nói thêm rằng rất khó để lên kế hoạch cho các cuộc chiến. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh chúng ta phải chuẩn bị cho những tin xấu, các cuộc chiến diễn ra theo từng giai đoạn, nhưng chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine trong những thời điểm thuận lợi cũng như khó khăn. Khi được hỏi Kiev nên làm gì trong lúc này, trong khi những người ủng hộ họ tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và điều này chắc chắn sẽ mất thời gian, ông Stoltenberg nói rằng ông sẽ để những quyết định khó khăn này cho giới lãnh đạo và chỉ huy quân sự Ukraine.
Đầu tuần trước, ông Stoltenberg cảnh báo Nga đã tích trữ tên lửa trước mùa đông, đồng thời lưu ý các nhà sản xuất vũ khí của Nga đang hoạt động trong tình trạng sẵn sàng cung ứng số lượng phục vụ giao tranh. Quan chức này cũng chỉ ra sự chậm trễ của ngành công nghiệp quốc phòng NATO trong việc cung cấp cho Kiev các loại vũ khí mà nước này yêu cầu. Người đứng đầu NATO tuyên bố, tôi nghĩ một trong những vấn đề mà chúng ta phải giải quyết là sự tách rời của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Chúng ta không có khả năng hợp tác chặt chẽ với nhau như đáng lẽ phải làm. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên vượt qua lợi ích quốc gia và tăng cường nguồn cung. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist đầu tháng 11, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny mô tả tình trạng bế tắc trên chiến trường. Tướng Zaluzhny kêu gọi chỉ khi có thêm những năng lực mới, bao gồm nguồn vũ khí cung cấp từ các đồng minh phương Tây, cũng như máy bay không người lái sản xuất trong nước, Kiev mới có thể lật ngược thế cân bằng theo hướng có lợi cho mình. Đánh giá của tướng Ukraine được đưa ra trùng với thời điểm cuộc chiến đã bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn do điều kiện thời tiết. Những cơn mưa theo mùa khiến việc tiến quân trên mặt đất lầy lội trở nên thách thức hơn. Cuộc phản công vào mùa hè cũng giải phóng được ít lãnh thổ hơn nhiều so với những gì Kiev mong đợi.